Tây Nguyên hiện đã trở thành vùng sản xuất một số sản phẩm nông sản chủ lực quy mô lớn, chiếm tỷ trọng cao, nhất là cây công nghiệp, cây ăn quả. Một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam được xếp tốt nhất nhì khu vực cũng như thế giới, thì Tây Nguyên đã góp mặt nhiều sản phẩm như cà phê, hồ tiêu, chanh dây, điều và mắc-ca, cao su, v.v. Cùng với đó, diện tích trồng các loại dược liệu quý như sâm ngọc linh, sâm dây, nấm linh chi đỏ, đinh lăng, hà thủ ô, đương quy, hoa hòe ở Tây Nguyên cũng đang phát triển nhanh để hình thành các vùng dược liệu tập trung, góp phần đưa Tây Nguyên trở thành vùng chuyên canh lớn cây công nghiệp, cây ăn quả, đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước. Để từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tây Nguyên trở thành vùng kinh tế trọng điểm, tại hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên được Bộ Công Thương tổ chức mới đây, các đại biểu đã tập trung trao đổi những vấn đề về hợp tác, liên kết chuỗi trong sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu của vùng Tây Nguyên, liên kết vùng Tây Nguyên trong các hoạt động xúc tiến thương mại và xuất nhập khẩu theo quy mô chuyên nghiệp, đồng thời đánh giá thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp phát triển xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại trong năm 2024 và những năm tới cho vùng Tây Nguyên. Bên cạnh hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên, Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 4 năm 2024 với chủ đề xúc tiến xuất khẩu sản phẩm cà phê và gia vị Việt Nam. Hội nghị tập trung vào hai phiên thảo luận chính gồm đánh giá tình hình xúc tiến xuất khẩu sản phẩm cà phê và gia vị, thực trạng, thuận lợi, khó khăn và đề xuất kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp xúc tiến thương mại, thông tin cập nhật về chính sách, khuyến nghị của thương vụ, tổ chức hỗ trợ thương mại quốc tế đối với xúc tiến xuất khẩu sản phẩm cà phê và gia vị. Chia sẻ tại hội nghị này, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, Bộ Công Thương đã mời các chuyên gia về sản xuất, xuất khẩu bền vững từ các tổ chức phát triển thương mại quốc tế, chia sẻ các thông tin, yêu cầu các thị trường liên quan đến sản xuất và xuất khẩu xanh, bền vững, một trong những yêu cầu đang trở thành điều kiện mang tính sống còn trong cạnh tranh xuất khẩu hiện nay.